Chào các em, hôm nay anh sẽ chữa cho các em đề bài tập rèn luyện số 10 trong cuốn thực chiến đề toán nhé Thì trước khi chữa cái đề này thì các em đọc cho anh cái đề số 10 trong cuốn thực chiến đề toán Để từ đó các em có thể làm những cái câu mà tương tự trong cái đề bài tập rèn luyện này nhé Thì trước tiên anh sẽ chữa cho các em câu 1 Câu 1 là một câu khá là cơ bản Người ta cho hàm số y bằng fx có đồ thị hình vẽ và người ta hỏi số nghiệm của phương trình fx bằng 3. Cái số nghiệm của cái phương trình này chính là số giao điểm của đồ thị fx với đường thẳng y bằng 3. Đường thẳng y bằng 3 nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ có dạng như này. Và chúng ta thấy cắt tại hai điểm. Như vậy là phương trình này có hai nghiệm và chúng ta khoanh vào B nhé. Tiếp theo là câu số 2 và người ta hỏi số nghiệm thực của cái phương trình 3fx 5 bằng 0 trên đoạn chiều 24 có nghĩa là chúng ta chỉ xét riêng trên cái đoạn chiều 24 thôi các em ạ à. và cái 3fx 5 bằng 0 cái phương trình đấy là tương đương với fx bằng 5 phần 3 đúng không và 5 phần 3 cũng như các em thấy cái đường thẳng 5 phần 3 của chúng ta 5 phần 3 của chúng ta sẽ thuộc đoạn 1 2 đúng không lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2 nên là cái đường thẳng y bằng 5 phần 3 là sẽ nằm như thế này Vậy các em thấy đường thẳng này cắt cái đồ thị tại 3 điểm có hoành độ đều nằm trong đoạn chữ -2,4. Như vậy phương trình này có 3 nghiệm trên đoạn chữ -2,4 và chúng ta khoanh C nhé. Tiếp theo là câu số 3 này. Câu số 3 thì chúng ta cũng đi biến đổi cái phương trình này thôi thì nó tương đương với fx bằng, fx bằng -3/4. fx -3/4 thì bây giờ các em vẽ cho anh cái đường thẳng bằng -3/4. -3/4 nó sẽ lớn hơn à nó sẽ lớn hơn -2 và nhỏ hơn 0. Thì trừ 3 phần 4 nó sẽ nằm ở đây. Và các em thấy nó cắt tại 3 điểm. Như vậy cái phương trình này nó sẽ có 3 nghiệm và chúng ta quay quả A. Tiếp theo là câu số 4 nhé. Câu số 4 này người ta hỏi cái đồ thị. Đây là đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Có các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang là đợt là. Thì các em có thể nhẩm nhanh. Tiệm cận đứng là x bằng trừ 2. Tiệm cận ngang là y bằng trừ 3. Như vậy các em quen quả A nhé. Câu số 5 này cũng là một câu rất là cơ bản mà người ta hỏi đường tiệm cận đứng của cái hàm phân thức bằng nhất trên bằng nhất. Thì đường tiệm cận đứng ở đây là x bằng trừ 1 chúng ta khoanh vào C. Tiếp theo là câu số 6 nhé. Câu số 6 là người ta hỏi tiệm cận ngang. Thì các em để ý tiệm cận ngang ở đây sẽ là y bằng trừ 2 và các em khoanh vào C nhé. Câu số 7 là một câu về cấp số nhân và người ta hỏi đẳng thức nào đúng. Thì như các em biết là người ta ký hiệu cái Sn chính là tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân. Thì nó được tính theo công thức là bằng U1 nhân 1 trừ Q mũ n chia cho 1 trừ Q. Với n là số số hạng của cấp số nhân đấy và Q là công sai. Anh xin lỗi Q là công bội. Thì như vậy thì S20 của chúng ta tức là n bằng 20 đúng không? thì chúng ta sẽ thay vào là bằng U1 nhân 1 trừ Q mũ 20 trên 1 trừ Q. Như vậy thì chúng ta sẽ khoanh vào B. Câu số 8 này là một cái câu khá là dễ rồi. Thì nó chỉ sử dụng công thức tính đạo hàm cơ bản thôi. Thì mấy câu này các em phải nhớ công thức cho anh nhé. Thì Y phải có nó bằng 15 mũ x nhân logan 15. Chúng ta khoanh vào B. Câu số 9. Câu số 9 này người ta hỏi hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị thì hệ số góc của tiếp tuyến thì chính là đạo hàm chính là đạo hàm các em nhé thì như vậy chúng ta sẽ tính đạo hàm của hàm này y phải bằng x 3 mũ u u phải nhân 3 mũ u nhân logan p của 3 tức là ba mũ x cộng một nhân logan p của 3 chúng ta khoanh vào đây nhé câu tiếp theo là câu 10 nhé câu 10 người ta hỏi hàm số nào có hai điểm cực trị như vậy thì các em có thể loại cho anh luôn phương án a và loại phương án d tại vì sao Tại vì cái hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất là không có cực trị các em ạ. Và hàm trùng phương, hàm trùng phương chỉ có một điểm cực trị. Hoặc là có 3 điểm cực trị thôi. Chứ nó không thể xảy ra cái trường hợp mà có hai điểm cực trị. Thì chúng ta loại A và D nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phương án sẽ xét phương án C trước. Tại vì C chúng ta dễ tính đạo hàm hơn. Thì Y phải của chúng ta ở đây bằng 3X bình phương trừ 6x cộng 3 và anh viết thành 3 nhân x bình trừ 2x cộng 1 bằng 3 nhân x trừ 1 tất cả bình phương và các em thấy y phải luôn lớn bằng 0 tức là hàm luôn đồng biến trên R ER. thì như vậy cái hàm ở phương án C này nó không có cực trị như vậy chúng ta khoanh vào B nhé Câu số 11, người ta hỏi cái hàm trùng phương này có bao nhiêu điểm cực trị Thì các em đi tìm cái số nghiệm của cái phương trình y phải bằng 0 thôi Thì y phải ở đây anh tính ra bằng 4x mũ 3 cộng 2x Và đặt 2x ra ngoài, ở trong còn 2x bình phương cộng 1 Và phương trình này chỉ có một nghiệm là x bằng 0 đúng không? Thì như vậy hàm số này chỉ có một điểm cực trị chúng ta quanh vào đây Câu số 12 Câu số 12 thì là một câu liên quan đến bất phương trình và người ta hỏi tập nghiệm của bất phương trình này là gì thì các em thấy luôn cái tập xác định của cái bất phương trình này là r rồi thì chúng ta không cần phải tìm điều kiện nữa thì cái bất phương trình ban đầu sẽ tương đương với x bình cộng 3 x bình cộng 2 anh xin lỗi nhỏ hơn hoặc bằng 3 mũ 3 bằng 27 thì tức là x bình của chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng 25 đúng không và x của chúng ta sẽ lớn hơn bằng trừ 5 và nhỏ hơn bằng 5 như vậy tập xác định của chúng ta là S tập nghiệm anh xin lỗi tập nghiệm là s bằng trừ năm năm và chúng ta khoanh vào d nhé câu 13 các em nhé câu 13 này thì cũng đơn giản thôi thì cái tập nghiệm của nó trước tiên là chúng ta phải đi tìm điều kiện của cái bất phương trình đó đã cái điều kiện của chúng ta là x lớn hơn không bây giờ chúng ta sẽ đi giải cái bất phương trình này thì cái bất phương trình này nó sẽ tương đương với x của chúng ta sẽ lớn hơn 2 mũ 3 và nhỏ hơn 2 mũ 4 và tương đương với x sẽ lớn hơn 8 và nhỏ hơn 16. Và tập nghiệm của chúng ta sẽ là 8, 16. Như vậy chúng ta khoanh B nhé. Câu 14 này thì cũng là một câu về bất phương trình thôi. Và điều đầu tiên chúng ta phải đi tìm là tìm điều kiện. Điều kiện của bất phương trình này là 3x-2 phải lớn hơn 0 và 6-5x lớn hơn 0. Thì chúng ta tìm được điều kiện của x là x sẽ lớn hơn 2 phần 3 và nhỏ hơn 6 phần 5. Sau khi tìm được điều kiện này rồi thì chúng ta sẽ đi giải bất phương trình thì cái bất phương trình đã cho tương đương với 3x 2 sẽ lớn hơn 6 5x đúng không các em? Và tương đương với 8x sẽ lớn hơn 8 và tương đương với x lớn hơn 1. x lớn hơn 1 và kết hợp với cái điều kiện sau này, kết hợp với sau thì ta tìm được tập nghiệm là S bằng 1 6/5. Như vậy chúng ta khoanh B nhé. Tiếp theo anh sẽ chữa câu số 15 Câu 15 này người ta cho họ đồ thị CM Có phương trình hình vẽ và phụ thuộc vào cái tham số M Và người ta hỏi tọa độ các điểm mà mọi đồ thị của họ CM luôn đi qua với mọi giá trị thực của M Thì bài này tức là chúng ta sẽ đi tìm những cái điểm mà cố định mà CM luôn đi qua Thì ở câu này thì, uh, cái, thì anh sẽ gọi điểm M Có tọa độ là X0, Y0 là điểm cố định. Mà CM luôn đi qua với mọi M. Đó, anh gọi X0, Y0 là điểm cố định mà CM luôn đi qua với mọi M. Thì như vậy chúng ta phải đi tìm X0 và Y0 đúng không? Thì cái điều này nó sẽ tương đương với này. Tức là cho các em thay X0, Y0 vào đây. Thì ta phải có Y0 bằng X0 mũ 4 cộng MX0 bình phương trừ m trừ 1 với mọi m. Đối với bài này thì các em sẽ làm như sau. Những cái nào mà có m, các em nhóm riêng ra thì sẽ làm m nhân x0 bình phương trừ 1. Còn những cái nào mà nó không có m thì các em lại nhóm riêng vào một cụm khác là x0 mũ 4 trừ y0 trừ 1 bằng 0 với mọi m. Mà để cái phương trình bên về trái bằng 0 với mọi m thay đổi thì ta phải có đồng thời x0 bình phương trừ 1 bằng 0 và x0 mũ 4 trừ 1 bằng y0 và chúng ta sẽ tìm được x0 x0 bằng 1 hoặc là x0 bằng trừ 1 với x0 bằng 1 thì các em thay vào đây để các em tìm y0 này y0 của chúng ta bằng 0 x0 bằng trừ 1 thì thay cũng bảo y0 cũng bằng 0 như vậy chúng ta sẽ tìm được hai cái điểm cố định mà họ cm luôn đi qua họ đồ thị cm luôn đi qua đó là điểm 1, 0 và điểm trừ 0 như vậy chúng ta sẽ khoanh vào phương án C nhé Tiếp theo là câu số 16 các em nhé. Câu 16 này thì cũng tương tự với câu số 15. Nhưng nó nó, nó khó hơn tại vì cái hàm này là hàm phân thức. Thì ở câu này thì anh cũng đi gọi cái điểm M tọa độ x không y không. Là điểm cố định. Mà CM luôn đi qua với mọi M thì tương đương với cái phương trình Y0 bằng 2X0 bình phương cộng 6 trừ M nhân X0 cộng 2 chia cho MX0 cộng 2. Phải có nghiệm với mọi M đúng không các em? Thì tức là tương đương với bây giờ các em quy đồng lên là M nhân X0 nhân Y0 cộng 2 Y0 bằng 2x0 bình phương cộng 6x0 trừ mx0 cộng 2. Anh cứ nhân hết ra để tí nữa những cái nào mà có m anh nhóm riêng vào một vế, anh nhóm riêng vào một cụm thì tức là anh sẽ được nhóm được là m này x0 anh đặt ra ngoài ở trong còn y0 cộng 1. Ở trong này cộng này 2y0 này trừ 2x0 bình phương này trừ 6x0 này trừ 2 bằng 0. Bằng 0. Và để cái này bằng 0 với mọi m phải với mọi m nhé. Tương đương với với mọi m di chuyển, với với mọi m thay đổi thì để cái phương trình này bằng 0 thì tức là x0 nhân y0 cộng 1 phải bằng 0 và 2y0 trừ 2x0 bình phương. Hay anh viết thành 2y0. Anh có thể viết là y0 bằng x0 bình phương cộng 3x0 cộng 1 để thì anh thay vào anh tìm y0. Thì ở đây x0 anh tìm ra được bằng 0 x0 anh tìm ra bằng 0 ở phương trình này Thì suy ra thay vào đây thì chúng ta tìm được y0 bằng 1 đúng không Ở phương trình đây nữa là hoặc là y0 bằng chữ 1 y0 bằng chữ 1 thì các em lại thay vào phương trình dưới này Thì chúng ta sẽ có là x0 bình cộng 3x0 cộng 2 bằng 0 Và cái phương trình này phương trình bậc 2 có hai nghiệm là x0 bằng chữ 1 và x0 bằng chữ 2 như vậy có 3 điểm cố định mà chúng ta cần phải tìm. Điểm thứ nhất là điểm 1 0. Anh sẽ nói điểm 0 1. Điểm thứ hai là điểm -1 -1. Và điểm thứ ba điểm -2 -1. Và chúng ta khoanh vào B nhé.